Xin chào mừng quý thầy cô và các bạn đã quay trở lại với các video hướng dẫn về slide PowerPoint. Trong nội dung chương trình này, chúng ta sẽ cùng nhau thực hành thiết kế một slide có ứng dụng hiệu ứng morph để chúng ta tạo ra các chuyển động chuyên nghiệp ở trên slide của chúng ta. Và đây sẽ là sản phẩm sau video này chúng ta sẽ cùng nhau thực hành được nhé. Từng bước chúng ta sẽ lên bố cục cho sản phẩm này, chèn hình ảnh và cũng như là chèn hiệu ứng morph để tạo ra các chuyển động chuyên nghiệp hơn cho ấn phẩm thiết kế của mình. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đưa vào phần thực hành nhé. Việc đầu tiên là chúng ta sẽ cần phải thay đổi cái màu sắc cho cái màu nền ở trên slide. Chúng ta sẽ chuột phải, chọn vào mục Format Background. Ở trong mục Solid Fill này, chúng ta sẽ chọn một cái màu sắc trong bảng màu Color. Tiếp tục là các thầy cô sẽ vào mục Insert Shape để chúng ta chọn một hình oval. Và chúng ta sẽ vẽ một cái hình tròn bằng cách là chúng ta giữ phím Shift để chúng ta vẽ một hình tròn. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ giữ phím Ctrl để chúng ta nhân đôi cái vật thể này và chúng ta đưa vào góc để chúng ta giữ phím Shift. Chúng ta sẽ kéo lớn cái vật thể hình tròn này lên. Về phần màu sắc thì chúng ta có thể chọn một cái màu sắc để chúng ta thay đổi cho cái vật thể này. Với phần hình tròn lớn hơn ở bên dưới này thì chúng ta sẽ vào mục Format Shape Fill và chúng ta sẽ chọn một cái màu nó sẽ có cái sắc độ nhạt hơn một chút. Chúng ta chọn vào mục Shape Outline No Outline để chúng ta bỏ đường viền của vật thể. Tiếp theo là chúng ta sẽ vẽ những cái nét cong tự do thì chúng ta sẽ vào Insert. Ở đây thì trong mục Shape chúng ta sẽ có cái công cụ để chúng ta vẽ được những cái đường nét cong tự do. Chúng ta click chọn vào. Đầu tiên là chúng ta sẽ chọn một điểm. Tiếp tục là chúng ta sẽ giữ chuột và chọn điểm số 2 và chúng ta uốn cong cái đường nét này. Tiếp tục là chúng ta chọn vị trí số 3. Và chúng ta tương tự và chúng ta cuối cùng là chúng ta sẽ nối lại toàn bộ tất cả các điểm này lại với nhau để tạo thành một cái đường cong. Chúng ta sẽ tiếp tục vào Insert Shape để chúng ta vẽ ra các vật thể dùng để trang trí. Ở đây mình sẽ chọn hình tam giác và chúng ta sẽ hơi xoay cái vật thể này một chút. Và tiếp tục là chúng ta sẽ giữ phím Ctrl để chúng ta nhân đôi vật thể này lên. Và các vật thể ở đây sẽ sử dụng cho phần mục đích là trang trí cho phần ấn phẩm này. Chúng ta sẽ cần phải có một cái bảng màu để phục vụ cho cái ấn phẩm thiết kế này. Thì chúng ta sẽ vào một website có tên là ColorHunt. ColorHunt là một website cung cấp những cái hệ thống bảng màu miễn phí. Và chúng ta sẽ có hai cách. Cách đầu tiên là các thầy cô có thể copy cho mình cái mã màu bằng cách chúng ta đưa con trỏ chuột vào đây, chúng ta nhấn vào cái mã màu ở đây thì chúng ta sẽ copy được. Cách thứ hai là chúng ta ấn trực tiếp vào phần màu sắc ở trên bảng màu này thì chúng ta sẽ được link sang một cái khu vực có cái bảng màu này và chúng ta chỉ việc nhấn vào mục tải xuống ở đây thì chúng ta sẽ tải về được cái bảng màu mà chúng ta đang cần đó. Và chúng ta sẽ quay trở lại ấn phẩm, chúng ta có thể chọn Insert Picture This Device để chúng ta có thể tải được cái bảng màu này lên trên phần mềm của chúng ta. Và lúc này thì chúng ta có thể sử dụng cái công cụ là bút hút màu để chúng ta có thể hút cái màu sắc ở trên cái bảng màu này bằng cách là chúng ta vào Format, chọn Shape Fill, chọn Eraser để chúng ta hút cái màu sắc vào trong cái vật thể của mình. Chúng ta chọn vào mục Shape Outline để chúng ta bỏ đường viền. Với các vật thể ở đây thì chúng ta có thể thay đổi cho nó một cái màu sắc để làm điểm nhấn, đúng không nào? Đó. No outline. Rồi, tương tự như vậy thì chúng ta có thể chọn các màu sắc ở đây để làm điểm nhấn cho các vật thể. Rồi, tiếp tục là chúng ta sẽ vào Insert Text Box để chúng ta chèn một cái văn bản tiêu đề vào đây, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ để cái phông chữ tiêu đề là 42 để chúng ta có thể tạo ra cái sự phân cấp thông tin tốt hơn cho ấn phẩm thiết kế của mình. Và chúng ta sẽ chọn một cái phông chữ có cái nét dày đó để chúng ta làm nổi bật cho cái phần tiêu đề này lên. Và chúng ta sẽ quét chọn toàn bộ cái phần text ở phía bên dưới này. Chúng ta có thể sử dụng cái màu sắc ở đây làm điểm nhấn cho phần chữ nhé. Tiếp theo là chúng ta sẽ đưa phần nội dung
chúng ta sẽ quét chọn và tạo ra một cái đoạn văn bản chờ, được không nào? Đó. Tiếp tục là để chúng ta có một cái hình ảnh minh họa cho cái ấn phẩm là Education Template này, thì các thầy cô sẽ sử dụng cho mình một cái website. Và website này nó có tên là StorySet. Đây là một website cung cấp những cái hình ảnh minh họa hoàn toàn miễn phí cho chúng ta. Và ở đây các thầy cô có thể kéo xuống trong mục các thẻ tác ở đây, chúng ta có thể chọn vào mục Education. Và chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng một cái mã màu mà chúng ta vừa sử dụng để tạo ra cái sự đồng bộ cho cái ấn phẩm thiết kế của mình, đúng không nào? Đó. Ở đây thì chúng ta sẽ lấy đúng cái màu sắc, cái mã màu ở đây, chúng ta đưa vào Story Set. Và trong mục Change Color, chúng ta có thể điền cái mã màu của chúng ta vào. Trong mục này chúng ta nhấn Ctrl V thì toàn bộ tất cả các vật thể ở đây sẽ được chuyển về cái màu sắc đó, theo cái mã màu mà chúng ta vừa mới cung cấp cho hệ thống. Thì lúc này thì chúng ta sẽ tiến hành là tải một cái ấn phẩm, đúng không nào? Chúng ta có thể nhấn vào mục là tải xuống. Ở đây thì chúng ta sẽ chọn một cái ấn phẩm trước đi, đúng không nào? Đó. Chúng ta nhấn vào mục download và chúng ta chọn cái vật thể ở đây sẽ là SVG. Sau khi tải về máy tính thì chúng ta sẽ nhấn vào mục Insert Picture This Device. Trong mục download thì chúng ta sẽ tải cái ấn phẩm này về. Và các thầy cô sẽ thấy đây là gì ạ? Chúng ta sẽ có cái sự đồng bộ về cái màu sắc, đúng không nào? Cho cái ấn phẩm thiết kế này. Và chúng ta sẽ phân tách tất cả các vật thể ở đây. Chuột phải chúng ta chọn Convert to Shape để chuyển về định dạng Shape. Và như vậy lúc này thì chúng ta sẽ có các vật thể được tách ra như này. Đó. Tiếp tục để chúng ta cài đặt cho phần hiệu ứng Morph thì các thầy cô sẽ đưa chuột của mình vào cái khu vực slide thu nhỏ. Và chúng ta chọn chuột phải, chọn duplicate slide. Và chúng ta quay trở lại phần slide số 1, đúng không nào? Ở slide số 2 này thì chúng ta sẽ cài phần hiệu ứng là Transition Morph. Đó. Ở slide đầu tiên thì chúng ta sẽ tiến hành di chuyển các vật thể, đúng không? Chúng ta sẽ di chuyển hình tròn này ra bên ngoài này. Chúng ta sẽ giữ phím Shift và phóng lớn một chút. Với vật thể này, chúng ta cũng sẽ đưa ra bên ngoài và thu nhỏ. Đó, chúng ta sẽ đưa ra bên ngoài và phóng lớn các vật thể này để tạo ra cái hiệu ứng chuyển động sẽ tốt hơn. Tiếp tục là vật thể này, chúng ta sẽ đưa ra bên ngoài và chúng ta sẽ hơi xoay nó một chút. Chúng ta sẽ quét chọn phần chữ và giữ phím Shift đưa ra bên ngoài. Để bỏ chọn một vật thể thì chúng ta sẽ giữ phím Shift và chúng ta sẽ để khoảng cách giữa các vật thể sẽ xuất hiện. Sẽ vật thể nào ở gần slide nhất sẽ đi vào đầu tiên và các vật thể ở xa hơn sẽ đi vào sau. Tương tự như vậy chúng ta sẽ quét chọn các vật thể ở phía bên này chúng ta sẽ đưa ra bên ngoài. Lúc này thì chúng ta sẽ giữ phím Shift để chúng ta bỏ chọn bớt các vật thể, đúng không nào? Đó. Các thầy cô có thể giữ phím Shift và chúng ta di chuyển các vật thể với các khoảng cách đi vào khác nhau thì cái hiệu ứng của phần Morph sẽ hiệu quả hơn và cũng như là chúng ta sẽ tạo ra một cái trải nghiệm tốt hơn khi mà chúng ta di chuyển slide vào. Tương tự như vậy là chúng ta sẽ quét chọn toàn bộ và chúng ta sẽ thay đổi lại. Chúng ta sẽ kéo giãn kích thước một chút để tạo ra cái hiệu ứng khi mà vật thể đi vào. Rồi, và chúng ta sẽ nhấn vào mục After trong mục Timing ở đây. Để khi chúng ta trình chiếu thì hiệu ứng chuyển cảnh của chúng ta sẽ chuyển sang cái vật thể, được không nào? Đó. Chúng ta có thể xem lại các vật thể sau khi chúng ta cài đặt hiệu ứng Morph nhé. Và như vậy là phần hiệu ứng của chúng ta đã xong rồi. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau xem lại phần hiệu ứng mà chúng ta vừa thực hành. Đó, các thầy cô có thể thấy là gì ạ? Các vật thể của chúng ta đi vào rất là mượt mà, đúng không nào? Đó, và tạo cho chúng ta một cái hiệu ứng chuyển động rất là bắt mắt. Và như vậy là phần video hướng dẫn về ứng dụng hiệu ứng Morph để tạo ra một ấn phẩm thiết kế slide chuyên nghiệp đã xong rồi. Cảm ơn các thầy cô đã cùng nhau theo dõi và cùng thực hành qua phần video này. Chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại ở video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.